Ngày 9 tháng 6, Quốc hội thảo luận tổ cho ý kiến góp ý về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trao đổi tại tổ thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đưa ra dẫn chứng: Singapore đã khai thác không gian ngầm rất triệt để, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh có không gian ngầm, cụ thể là dọc theo tuyến metro số 1 và đây sẽ là không gian phát triển mới của thành phố. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng trong dự thảo luật đất đai sửa đổi tới đây sẽ làm khuôn khổ pháp lý cho thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong việc khai thác không gian ngầm 3 tầng, gồm ngầm, mặt đất, trên không hiệu quả nhất. Về trung tâm quỹ đất, đại biểu Phan Văn Mãi cho rằng trong dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Để làm được việc này cần có một tổ chức, một công cụ đủ mạnh, cụ thể là trung tâm quỹ đất. Về công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ góp ý bổ sung thêm các hình thức công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng quy định về việc tuyên truyền, phổ biến về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Việc này sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan chính quyền cũng như người dân có căn cứ cụ thể để xem xét tiến trình triển khai công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hạn chế tình trạng ngập ngừng, chậm trễ vì phải đi hỏi, xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn. Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức đề nghị cần có quy định chặt chẽ nhất trong việc cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho người dân, đồng thời có quy định cụ thể để tránh việc lợi dụng quy định của luật bảo vệ bí mật nhà nước để dẫn đến câu chuyện là thiếu minh bạch thông tin về đất đai, dẫn đến thiệt thòi cho những người sử dụng đất. Về thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, đại biểu Nguyễn Thị Lệ đề nghị bổ sung thêm quy định đối với trường hợp thu hồi đất xây dựng hạ tầng cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tập trung người lao động. Trong đó cần thể hiện rõ điều kiện bao gồm xây dựng cả về vật chất và tinh thần, chứ không chỉ quy định xây dựng xây nhà. Vì hiện nay, đời sống tinh thần của người lao động ở các khu vực nói trên hầu hết rất hạn chế. Về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đại biểu Nguyễn Thị Lệ đề nghị bổ sung đối với những trường hợp nhà, công trình xây dựng của tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng cũng được áp dụng chính sách bồi thường tương tự như hộ gia đình cá nhân. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa góp ý thêm, trong việc thu hồi đất của người dân, cần đặt mình vào trong hoàn cảnh của người có đất bị thu hồi và phải di dời thì chúng ta mới giải quyết được căn cơ vấn đề. Đại biểu cho rằng, thu hồi đất để làm dự án không chỉ bằng tiền là xong, mà cần phải tính đến những yếu tố tinh thần, giá trị tinh thần của tài sản người có đất bị thu hồi. Những yếu tố này cần phải được lượng hóa và cụ thể hóa vào luật.